đăng ký thường trú qua online. Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú, đăng ký thường trú, tạm trú được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ Công Quản lý Cư trú. Trường hợp đăng ký trực tiếp, người đăng ký có thể nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Kết quả được thông báo dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ Công Quản lý cư trú. Thủ tục đăng ký tại nơi ở do mình sở hữu. Hồ sơ đăng ký thường trú của công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình, gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp. Nhập khẩu cho vợ, chồng, cha, mẹ, con. Trường hợp đăng ký thường trú đối với cá nhân theo diện vợ, chồng, về với chồng, vợ, con về với cha mẹ, người cao tuổi về với con cháu thì thủ tục đăng ký cần các loại giấy tờ sau. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu, chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. Giấy tờ tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Giấy tờ tài liệu chứng minh các điều kiện khác đối với người cao tuổi. Đăng ký thường trú khi ở thuê, ở nhờ. Người ở thuê, ở nhờ được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi thỏa hai điều kiện sau đây. Thứ nhất, người ở thuê, ở nhờ được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó. Thứ hai, nơi ở thuê, ở nhờ phải đảm bảo điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định và không thấp hơn 8m² sàn mỗi người. Về thủ tục đăng ký thường trú, người đăng ký nộp giấy tờ sau. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú có ý kiến đồng ý cho nhập hộ khẩu hoặc có văn bản đồng ý cho nhập hộ khẩu. Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản cho mượn, cho ở nhờ được công chứng hoặc chứng thực. Giấy tờ tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở. Người chưa thành niên đăng ký thường trú. Việc đăng ký thường trú của người chưa thành niên phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp nơi cư trú của người chưa thành niên do tòa án quyết định. Thủ tục đăng ký thường trú phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ trong tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Nhập hộ khẩu cho người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp. Người đăng ký nộp tờ khai thay đổi thông tin cư trú có ý kiến đồng ý của chủ hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ việc đồng ý bằng văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội, giấy tờ tài liệu xác nhận về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp. Nhập hộ khẩu với người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện. Người đăng ký nộp tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Đối với người không phải là chủ phương tiện thì tờ khai cần ý kiến đồng ý của chủ phương tiện hoặc người ủy quyền, trừ trường hợp đã có văn bản đồng ý. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam, hồ sơ đăng ký thường trú cần phải có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng hoặc giấy tờ tài liệu khác chứng minh quốc tịch và văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an.